Rồi, xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái kỹ thuật nuôi cái cây nguyệt quế cũng như là chúng ta đánh phôi về. Không, đánh phôi về chúng ta cắt tỉa à, tạo dáng để có một cây nguyệt quế cho nó đẹp. Đặc biệt là cái loại này thì cái bông nó thơm, thơm lài. Không, cái mùi thơm nó rất là thơm. Thường là nó trổ hoa vào buổi sáng anh em. Buổi sáng thì cái hương thơm rất là dữ. Về cây nguyệt quế thì em rồi cũng chia sẻ cho anh em về cái kỹ thuật để mình từ bứng cái cây phôi lên. Nói chung là cái loại này thì nó sẽ tốn rất là nhiều công sức, chứ không phải như lên sao mà mình bứng sao bứng. Mình trồng mình uống thành phẩm trong vòng 2-3 tháng là mình có thể mình có cái cây tương đối hoàn chỉnh để mình chơi. Nhưng đối với cây nguyệt quế thì nó mất khoảng trên 1 năm, nó rất là chậm. Và đối với nguyệt quế thì nó phát triển theo cái kiểu là từng cơ lá, nó có chu kỳ lá. Thì trên cái cách đánh phôi thì mình sẽ đánh về rồi mình để trong mát, mình đừng có trồng liền, mình để khoảng 10 bữa nửa tháng ấy, cho cái thẹo chỗ cái vết cắt dưới rễ nó lành, nó kéo thẹo lại. Rồi mình bắt đầu trồng, rồi nó bắn được lá non, rồi mình dưỡng được lá non nó cho nó già và nó bắn thêm được lá non kế tiếp thì nó sẽ chắc ăn ha. Chúng ta trồng lúc đó thì nó sẽ dễ sống nhất. Cái thứ hai nữa thì mình bứng mình phải để lá cho nó thở nè. Quế thì rất khó chịu, nếu cây rất lớn bứng mà cắt chuỗi lũi hết rồi nó tỷ lệ chết nó hầu như 99%. Nói chung là nó có biết, mình biết cái ý của nó thì mình sẽ xử lý nó dễ, còn không biết hiểu ý của nó là rất là khó chịu. Đây là cái quế cũng xử lý hồi đầu cũng khoảng nửa năm rồi đó anh em, và nó có bao nhiêu thôi. Đối với cái linh sam thì nửa năm thì nó sẽ đầy đặn chi luôn, có thể cốt mập luôn. Nhưng mà đối với cây nguyệt quế thì nó sẽ chậm hơn, bởi vì mình sẽ cắt phôi mình đỡ nó ra tượng rất là chậm. Mình cắt mình để lại một số lá, mình đâu có dám cắt vô cái khuôn, vô cái cây phôi như là mấy cây linh sam. Mình sẽ chừa những cái mắt lá, đôi khi mình cắt không cắt sát phôi, mình cắt chừa rất là nhiều để cho nó hình thành cái hệ thống rễ và nó phát triển những chồi non mới. Thì cái cách bứng và chăm sóc trồng thì tôi đã chia sẻ nhiều cho anh em mình. Thì đây là cái cây tông cao này, khoảng 6 tấc tông cao và nó hơi lượn, nó hơi có đường cong. Thì mình vẫn theo cái thế cũ, đó là nếu mà cong thì sẽ rơi cành nhẹ xuống và ở dưới thì mọc lên một cây tử. Nó là cái thường thường cái kiểu mà người ta thường áp dụng, kêu là bonsai dáng mẫu tử. Thì thứ nhất là cành rơi xuống một ít và cây tử dưới dựng lên một ít để làm chống, che đi cái độ chống của thân, làm cho cái cây của mình nó bớt chống chảy và nó có sự ấm cúng. Thứ hai là thể hiện cái tình trong cái tác phẩm của mình, không? Thì nó sẽ đẹp hơn và nó ý nghĩa hơn. Hôm nay thì tôi cắt phôi cái này cũng cắt phôi khoảng 1 tháng mới ra lá non này. Rồi lá non xong rồi nó nằm đó, nó chịu đó, nó ra rất ít lá. Rồi nó chịu đó, rồi bắt đầu mình sẽ chăm sóc và nó bắn theo đợt lá non mới. Có nhiều anh em không biết thấy nó bung lá non tưởng sống, chứ thật chất mình trồng xuống là chết queo. Tại vì cái phần lá non nó bắn lên nó là nhựa của cây đó, giống như là nó trút những hơi thở cuối cùng, nó bắn lên là nó, nếu mà chúng ta không dưỡng được bộ rễ bên dưới nó mọc rễ mới thì nó sẽ những nhánh non mới mọc nó sẽ héo và nó chết từ từ. Rồi về cái ghép thì cây nguyệt quế thì nếu mình ghép cũng được, nếu những vị trí mà mình không có, nó không mọc cành mình vẫn thể ghép được.
Tuy nhiên thì mình phải đợi cho cái cây nó sung, thật là sung, và mình chăm sóc bằng cái biện pháp của mình, phân bón gì đó, nước tưới vân vân, để nó sung thiệt là sung, để mình ghép nó dễ dính. Còn không thì anh em mình sử dụng cái cách ghép áp như hôm rồi tôi có chia sẻ, và mình sẽ ghép áp, mình tận dụng được cái sự kết dính giữa hai cái nhánh với nhau bằng cái nhựa. À, vì cái ghép nào cũng cần phải cây phải sung sức mà phải ghép. Những cây yếu nó rất chậm lành thẹo, và cây đôi khi cái thẹo nó bị hoại tử, nó không lành được thì nó gây hại cho cây. Hôm nay là cái đợt chi thứ thứ ba, tôi sẽ dằn lại thêm một lần nữa. Đến giai đoạn này thì phát triển rất là chậm. Tại vì trên nhánh nó phát triển nhiều 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 rất nhiều nhánh nhỏ nhỏ thì rất là chậm anh em. Thường thường là cây mình cắt phôi nó sẽ bắn những tược lớn lên rất là mạnh, lúc đó là nó phát triển rất là nhanh. Sau đó khoảng 2-3 cơ lá thì nó sẽ có những cái đợt đợt non, đợt lá non nhỏ nhỏ nhỏ, nó sẽ bắn lên, nhưng mà nó cái lượt cái độ sức sống nó rất là, nó hơi chậm lại và nó nhỏ lại, chứ nó không có còn sung như là cái những cái nhánh mới bắn đầu tiên. Thì cái việc quế này tôi cũng mới chơi đây thôi, mà lúc giờ bứng khoảng 4-5 chục gốc, không có thấy gốc nào chết hết nè, hoàn toàn sống hết trơn. Nói chung là mình hiểu ý đó, mình trồng cái loại này mình mới bứng mình trồng liền cũng được, không, mình mới bứng mình trồng liền cũng được, nhưng mà mình phải hạn chế nguồn nước. Tại nguồn nước cái lúc cây mình mới bứng thì nó không có cần nước nhiều, thường thường là do cái cây lá nhiều, cái cây lá nhiều thì nó mới cần nước nhiều để nó cái lượng lá nó bốc hơi nước lên, à, nó rút dinh dưỡng từ dưới rễ lên, giống như cái hiện tượng mao dẫn, như hiện tượng mình hút ống hút trong cái ly nước lên, thì ở trên nó có bốc lên thì nước ở dưới đáy nó mới truyền tiếp theo, nó hiện tượng mao dẫn, nó sẽ rút nước từ dưới gốc lên qua thông qua việc thoát nước trên lá. Nếu mà lá ít mình tưới nước dưới nhiều cũng vô dụng, nó thành ra là dư, thì nó rất là dễ bị nấm, bị thối ngay đầu cắt cắt của rễ. À, thì cái giai đoạn mà trồng phôi thì mình hạn chế tưới nước, mình chỉ cần giữ ẩm là được. Còn sau này nó phát triển mạnh thì các bạn tưới thoải mái cho nó ngập luôn, nó cũng không chết nữa, tại vì cái hệ thống nó đã hoàn thiện rồi, nó hoàn chỉnh, nó tất cả các loại cây này. Đối với những cây mà ưa nước thì nó mình ngâm trong nước thì nó ra rễ như là trang vậy đó. À, còn những cây mà nó không có cần nước nhiều mà mình bứng về mình thấy nó khô, thấy nó không ra mầm, mình tưởng nó mình tưới nước nhiều quá, ở dưới cái giá thể của mình nó giữ ẩm lâu ngày nó sẽ bị thối rễ, à, nó trở nên nặng và nó làm chết luôn cây. Vậy cây này thì nó có cây tử dưới, nó đuổi theo cái cành rơi của cây mẹ. Nói chung là cái bộ đế cái này rất là đẹp anh em, xè đều hết. Đấy. Bây giờ mình nói chung mình nuôi cái này, nói chung chắc còn khoảng lâu nữa, khoảng cả 1 năm nữa mới có thành phẩm. Tại vì nó có nhiều cái nhánh nhỏ từ cái cành rơi đó, nhánh nhỏ nó phát triển rất là chậm. Bởi vì cái nhánh đó mình đâu có tác động đâu, để y nguyên cho nó phát triển, cho nó kéo dài dài cho nó mập lên. Thì đó là cách nuôi cho cành nó mau lớn, nó mập mạp hơn. Trong cái khung, trong cái bố cục của cái cây, nếu các bạn muốn giữ cái nhánh nào mau lớn không, thì các bạn đừng cắt, cứ thả ra, dài ra, cho nó mọc chừng nào cảm thấy thích hợp rồi mình hãy cắt. Thường thường là những nhánh dưới nó phát triển rất là chậm, à, tại vì nhánh trên nó hứng nắng hết rồi, nhánh dưới phát triển nó chậm thì thường là ta đè nhánh trên là cắt, còn nhánh dưới là để lại cho nó mọc dài ra để cho nó dành dinh dưỡng ánh sáng lại, rồi nó sẽ lớn lên. Khi nào nó lớn lớn hơn chứ không bằng được, tại vì nhánh dưới lúc nào cũng phải lớn hơn, tại vì nó mọc trước mà.
À, giống như anh thì phải anh em phải có thứ tự gia giới, thì nào cần lớn thì cho lớn, ví dụ nhánh dưới cùng thì phải lớn hơn nhánh cái trên. À, đúng là nguyên tắc. Còn bạn làm ngược lại, nhánh trên bự thì nhánh dưới nhỏ, thì càng ngày cái nhánh dưới nó teo luôn, nó rút và nó chết luôn, thì chúng ta sẽ có nhánh lớn từ bên dưới và nó lớn dần lên trên ngọn. Bởi vì những nhánh trên ngọn thường là nó mọc rất là mạnh và nó dành ánh sáng dinh dưỡng của nhánh dưới, thì chúng ta phải triệt nó đi. À, chúng ta triệt nó cho nó yếu lại và nó để nhánh dưới phát triển mạnh bằng cái cách là dưỡng cho nó phát triển dài ra. Về cái cây này thì phần cơ bản những nhánh bên trái đã xử lý xong, không nó đã tương đối nó lớn, mình chỉ cần dưỡng nhánh bên phải cành rơi đó, mình sẽ dưỡng cho nó có bộ tàn nó dày lên. Cây này thì nuôi khoảng được 40% thôi nè, chưa chưa có hoàn thiện lắm, nhìn vô thấy chưa thấy áp phê, còn thấy hơi kỳ kỳ, thì mình sẽ nuôi tiếp một thời gian. Đấy. Rồi. Nuôi tiếp một thời gian thì cho nó phát triển cái đỉnh nó cao lên tí, và thêm cái cành rơi nó ra nhánh dài để mình uống, rồi mình tạo cái phân tầng cho nó. Đây. Cây này cũng đang ghép áp cành phong rồi nè. Đây là kêu là cây cái tác phẩm mẫu tử. Đối với cây này thì khi mình trồng thành phẩm xong đó, mình có thể mua cái chậu tròn. Chậu tròn. Tròn cạn ha, để mình trồng vào. Thì một cái cây thường nó cao mảnh khảnh thì mình trồng trong cái chậu mỏng và tròn là thích hợp. Tại nó thể hiện cái sự uyển chuyển đường cong ha, thì mình sẽ trồng trong cái chậu tròn. À, nó cũng có sự uyển chuyển thì tăng lên cái vẻ đẹp của cây. Đôi khi mình lựa không đúng chậu thì nó nhìn nó vô nó kỳ kỳ ha. Ví dụ như cây này mà mình đưa chậu vuông vô thì nó không áp phê. À, vuông thì nó khía cạnh, nó góc cạnh quá, nó không có được nam, không được nữ tính. Không, thì mình sẽ lấy chậu oval hoặc là chậu tròn để mình cho vào. Ừ. Thì nói chung là cái chậu cũng được đánh giá được cái tăng lên vẻ đẹp của cây, thì nó sẽ làm cho vẻ đẹp từ 9 điểm lên 10 điểm chỗ đó nha anh em. Rồi chúc tất cả các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào anh em.